Đọc kỹ đi, mình muốn học cái này. Mà hình như lớp này mở ra dành cho những người như Bình á. Bình đi làm hồ sơ liền đi. À, mà để Khánh đến hỏi cụ thể rồi điện thoại cho Bình nghe. Hình như mọi người ra ngoài ăn trưa hết rồi hả? Khánh đi đâu mà ghé đây vậy? Nghe lời mẹ, Khánh đi học Anh văn. Tại nghỉ hè nên buộc phải đi học, nhưng bây giờ thấy thích rồi. Hồ sơ yêu cầu cũng nhiều lắm nè. Đâu, để coi cho. Hồ sơ đăng ký. Quấn dây lại con, quấn lại. Bản điểm, bản sao chứng minh nhân dân. Hình đó thì đi chụp là được rồi. Hồ sơ mua về là xong. Để Khánh mua cho. Để chuẩn bị hồ sơ này, chắc mình phải về quê quá. Phúc đang ở quê mà. Nhờ Phúc làm rồi đem xuống cũng được chứ gì. Rủi mẹ mình không chịu sao? Mẹ thì có liên quan gì ở đây? Mình đi học mà. Cuối tháng 7 á, là Phúc có kết quả thi rồi. Lỡ mà có chuyện gì, mẹ mình đổ thừa mình đó. Sợ gì chứ? Khánh không phải cơ bình ổn với mẹ, nhưng mà mình phải làm theo ý mình chứ. Làm sao đây ta? Nếu vậy, chắc mình phải nghỉ làm vài bữa rồi. Hay là Khánh xin mẹ Khánh cho Út Mận nghỉ một bữa nha. Chắc mình phải xin giám đốc nghỉ phép 1-2 ngày. Không cần đâu, mình không cần nghỉ đâu. Khánh đi cho. Khánh đi hả? Cũng đâu có xa để mà ngủ lại qua đêm. Ngày mai Khánh sẽ đi ngay, cứ giao cho Khánh nha. Ủa, giám đốc, mời anh vào. Cô Kiều, cô khỏe không? Anh không có chăm sóc em gì hết, làm sao mà em khỏe được chứ? Cô này dẻo miệng quá đi. Anh đi một mình hả? Ngồi đi anh, ngồi đi. Không được, cô qua kia ngồi đi, qua kia ngồi đi. Em biết rồi, chắc là anh lại hẹn hò với cô nào đây chứ gì? Cô nào? Một lát con trai tôi tới đây nè. Thằng Phúc con tôi đó, sắp làm luật sư rồi đó. Em biết rồi. Giám đốc Long á, lúc nào cũng đòi làm thông gia với tôi. Đừng có mơ. Thằng Phúc nhà tôi á, là con cọc con gà, phải kén chọn chứ. Làm sao mà làm thông gia với cha đó được. Nhưng mà làm sao anh lại kêu con trai em tới đây? Sao là sao? Tôi định đãi nó cà phê, rồi hai cha con đi hớt tóc, đi tắm hơi. Anh muốn khoe với mọi người chứ gì? Ai khoe hồi nào đâu. Tưởng em không biết hả? Vô đây con, vô đây. Qua kia đi, qua kia đi. Vô đây con. Đào ơi, lấy cho má dao với cái thớt luôn nghe con. Dạ. Chà, nhìn rau non quá ha. Này mà nấu canh ăn ngọt dữ à. Đưa đây gì con. Trời, nhìn con nặng nề quá à. Người ta nói phải vận động thì mới dễ sanh. Tiền bà không có đâu mà thuê bà mụ đỡ đẻ. Cái chuyện đỡ đẻ bà đừng có bận tâm. Chuyện đó tôi với bà lo được mà. Nếu như mà nó đau bụng á, dù đêm hôm gì, bà cứ kêu cái tôi chạy qua liền. Rau tươi lắm nè. Lát nữa lấy về luộc ăn nha. Cái này chấm nước tương ăn ngon lắm á. Ủa, thằng Phúc đi đâu rồi hả? Ba con kêu nó ra ngoài, nên nó đi rồi. Nhìn nhà bà đông vui quá, không cần ăn cũng thấy no rồi. Mẹ ơi! Bé Ti nè! Dạ! Dạo này con còn đá dầm không ta? Dạ không! Qua đây bé Ti! Bà không có đánh con đâu. Tại hôm bữa con đá dầm cho nên bà mới phạt con vậy. Chứ đâu có ghét bỏ gì bé Ti đâu. Ha. Dạ. Ba, ủa trời ơi, ba không gọi đi con, con đi rủ mấy người ra nhậu chung cho nó vui. Phúc nó về rồi ba. Dạ. Nè, nếu ba không kêu con ra đây á, chắc con buồn lắm hả? Tất nhiên rồi, con với ba với bóng với hình làm sao mà tách rời được. Hôm nay để cho con lo. Vậy sao được anh? Ê, em này cứ khách sáo không mà để cho anh. Ngày nào anh cũng đi theo ba ăn chùa hết, đến anh hôm nay anh phải lấy sĩ diện lại.
tiền cả bệnh. Ba duyệt. Dạ. Bữa nay ba cho phép con được trả tiền. Dạ. Đúng quá. Cho ba con tôm hùm loại bột đó nha. Ủa, sao cái mặt mày kỳ vậy? Nó chảy xuống giống cây này cậy bị đốt vậy. Ba kêu thiệt hả? Giỡn mày hả? Anh đừng có lo, để đem tính. Năm con à, ăn đi ba. Không sao hết, hôm nay Phúc nó lo mà. Ăn đi. Ông bà xưa nói á, con hơn cha là già có phúc. Bây giờ ba thấy đúng. Đúng, ba nói đúng. Con nói thiệt với ba nha, lần này mà con có con trai á, con cho nó đi học luật liền, không học gì khác hết. Tất nhiên, đó là con đường tốt nhất mà đàn ông nên đi đó con. Nhưng mà mình phải coi nó có phù hợp không đã chứ ba. Mày nói vậy Phúc, cái gì phù hợp không phù hợp hả? Mày như hơi quá hả Phúc? Ba nè, nếu ngày xưa ba chịu học á, thì bây giờ đâu có lông bông vậy. Học á, phải có lúc, có thời. Nhiều người muốn học cũng đâu có được. Con thấy hả? Đúng, tại ngày xưa ba bỏ học thôi, chứ ba chịu học ai chịu nổi ba. Mày nói vậy là sao? Mày nói đâu xa, hả? Con Bình nhà mình đó, thấy không? Thật, tự nhiên mày xen Bình vô đây là sao? Ừ, nhưng mà đó là sự thật, có sao con nói vậy thôi. Lâu lâu phát biểu lặng nhất, con có biết con làm như vậy là nó chạm vào nỗi đau của trai. Đúng rồi, trái tim ba chứ vậy. Đúng. Thôi mình về đi ba. Về. 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 Bây giờ lại lôi cả thằng Phúc đi nhậu nhẹt nữa. Nhậu nhẹt có cái gì hay ho mà nhậu tối ngày sáng đêm vậy? Khỏi cần thấy cũng biết là rủ nhỏ đi nhậu rồi hà. Dạ, sáng nay con ăn rồi mà. Khùng quá. Ông muốn uống rượu thì ông uống một mình thôi chứ. Đâu phải lần đầu con uống rượu đâu. Thỉnh thoảng con cũng đi nhậu với mấy thằng bạn học mà. Nè con, xoài chín này con ăn đi. Con thích cơm rượu nếp phải không? Bữa nào mày làm cho con một hũ, nghe. Thôi, làm chi cho mất công. Mất công cái gì? Nhà mình có nếp, mà cái đó có khó khăn gì đâu con. Con về đây chơi, mẹ chưa làm cái gì cho con được vui hết. Thôi, mẹ đừng có làm, mất công cực mẹ. Mẹ không có mệt mà. Muốn ăn gì? Ăn gì nói đi mẹ làm cho. Ăn xoài đi con. Ăn đi, xoài ngon lắm. Dạ.
chị mới chăm chỉ được vài bữa lại đổ bệnh nữa rồi. Đỡ chị. Được không? Rồi, dựa vô. Cái đầu của tôi nó sắp nổ tung rồi đấy nè. Chị đừng có uống rượu nữa được không? Có hay ho tốt lành gì đâu chứ. Cuộc sống này nó mệt mỏi quá. Thỉnh thoảng uống rượu cho vui mà cũng không được thì làm sao mà sống hả? Chị, hôm qua con Khánh nó giả bộ ngủ đó. Nó thì biết gì chứ. Khi nào bằng tuổi chị thì nó mới hiểu. Nguyên Khánh á, nó về quê nhà Bình rồi. Cái gì? Sao lại lên đó chứ? Thì nó giúp con Bình chuẩn bị hồ sơ thi đại học. Con Bình nó thi khoa báo chí. Nó đi chuẩn bị hồ sơ cho người ta sao? Con Bình nó đi thi thì kệ nó chứ. Tại sao Nguyên Khánh nó đứng ra làm? Thì thay vì con Bình nó phải nghỉ làm, Nguyên Khánh nó đang rảnh rỗi, nó làm giúp có sao đâu. Giỏi quá ha. Vậy kêu Nguyên Khánh nó xin làm thư ký cho nhỏ đó luôn đi. Cái đầu của tôi. Cứ vậy không thì làm sao tôi không đau đầu được chứ. Em chào chị. Ủa, Nguyên Khánh đó hả? Xuống có một mình thôi hả? Có chuyện gì không? Em có một chút công chuyện ở gần đây. Gia đình mình vẫn khỏe chứ chị? Ừ, nhà vẫn khỏe. Em chờ chút nha, chị đã gọi Phúc nha. Dạ. Mình nhớ hồi học cấp 3 quá. Lúc đi xe đạp ở đây, rồi còn bị té nữa. Sao vậy? Không ngờ Khánh lại xuất hiện. Phúc vui lắm. Giống như là đang trong mơ vậy. Khánh cũng nhớ Phúc nữa. Trời ơi, coi cái mặt của nó thấy ghét không? Còn thấy không? Coi nó có vẻ lanh lợi hơn bé Ti á. Nhìn nó giống ba nó phải không gì? Ừ, nó phải giống mẹ thì mới đẹp được chứ. Dì có thấy mẹ con đâu không? Nghe nói nay mai sẽ có kết quả thi của thằng Phúc đúng không? Ba con nói thằng Phúc sẽ điện thoại về xưởng rượu, nên ba con ra đó chờ rồi. Ừ, dì hay đi vắng, con gọi xưởng rượu thì sẽ tốt hơn. Chỉ cần thằng Phúc đậu thì nhà mình coi như có đại hỷ rồi. Con khỏi cần kiên kỳ được chứ ta? Được 21 ngày rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà đụng tay vô nước lạnh vẫn còn nguy hiểm đó. Mẹ con cũng đã lo cho con nhiều rồi. Phải đặt tên cho con bé chứ. Đặt là gì ta? Con cũng đã nhờ ba con đặt tên rồi. Ba con nói khi nào có kết quả thi của thằng Phúc thì đặt tên cho nó luôn. Ừ. Thôi đi làm đi. Ở nhà tôi lo cho. Ba ơi. Trời đất ơi, chơi đâu mà quần áo dơ dữ vậy Betty? Một ngày phải thay mấy lần quần áo vậy con mới chịu. Betty, con phải nhớ, dạ, tuyệt đối nghe lời bà ngoại, không có được cãi lời bà ngoại nghe chưa, nhớ không? Dạ. Ừ, ngoan. Mẹ, con đi làm nghe mẹ. Mày đi đi. Betty. Dạ. Không được vô phòng mẹ con. Mở cửa ra vô gió lùa không có tốt cho mẹ con nghe chưa? Dạ. Bây giờ con chơi ở đâu ngoại? Thì vô phòng ngoại chứ đâu. Nè, sao quần áo dơ bẩn? Lửa xanh cái ngày gì cũng xanh mà xanh trúng cái ngày. Mẹ mày thiệt. Thank you.
Rồi, đẹp rồi. Rồi, gọi nữa nha. Với Khánh. Để tốt nghiệp xong rồi hả chị? Em chúc mừng chị. Cảm ơn em. Ủa, Bông, Bình không tới hả con? Dạ, con không biết nữa. Tại con từ bệnh viện tới thẳng đây luôn á gì. À vậy hả? Ờ, thôi sẵn dịp gặp á, cả nhà mình chụp chung tấm hình đi. Ờ, đúng rồi, chụp hình đi con. Dạ, dạ. Đi, chụp đi. Ờ, con phải đi tìm Phúc để chụp chung một tấm nữa. Ờ, mẹ mới thấy Ngọc Hậu đâu đây nè. Lát con dắt nó tới đây chụp hình nha. Nè. Ờ, dạ, dạ, con. Dạ thôi, con phải đi ra đây một lát. Ờ, Bông, nếu mà gặp anh Phúc và Hậu, nhớ kêu họ lại đây nghe. Em biết rồi, nè, xếp hàng vô chụp hình okay, nha con. Vậy tìm cho bác nha. Đây, dạ. Dì sửa cho, dì sửa áo lại nha. Rồi, đứng vô, sát chân nha. Rồi. Cười lên đi con. Bà tưởng tôi đến đây để bà sẽ nhập hay sao hả? Quá đứng nghe. Thưa giám đốc. Giám đốc ơi, con muốn gọi điện thoại về nhà một chút. Ừ, gọi về quê hả? Dạ. Ừ, con gọi đi. Ừ, mẹ con chuẩn bị tất cả để xuống Sài Gòn rồi. Bỗng dưng con Đào nó trở dạ. Dạ, ủa, chị Đào sanh rồi hả gì? Chị sanh có dễ không gì? Nó sanh rồi, sanh con gái, là con gái đó. Tối hôm qua lúc đó mấy giờ ta? Hình như là 1 giờ sáng á. Mẹ con buồn lắm, con Đào nó cũng không biết nói gì nữa. Chuyện sanh con cái, làm sao mà theo ý mình được, đúng không? Chị con có sao không? Chị con bình thường rồi. Dạ, con nghe nói chị Đào trở dạ, lo quá nên con gọi điện thoại về. Con cảm ơn gì, con cúp máy nha. À, vậy thôi nha. Dạ. Nè, hình như nhà của con bận rộn lắm hả? Dạ. Mà hình như hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của Nguyên Khánh đó hả? Dạ. Chắc giá hoa cũng tăng quá à. Bây giờ là mùa tốt nghiệp mà. Hôm nay con không có việc gì bận rộn lắm phải không? Nên đến đó đi. Đây là một việc hệ trọng, một đời mới có một lần thôi mà. Mà con đi được không giám đốc? Mẹ đẹp lắm. Ngoan, mẹ thương nè. Thôi, con đừng khóc nữa nha. Nè, ăn chân giò đi. Phải ráng ăn chân giò nhiều cho có sữa chứ. Ngoại không bao giờ quên được cái ngày sinh nhật của con đâu. Mẹ, đúng là tôi không có phước mà. Chắc năm sau mình rời khỏi đây được rồi. Sao mà chán dữ vậy không biết. Con Đào từ nay sẽ cực khổ lắm đây. Con Bông, dạo này không thấy gọi điện thoại cho mình luôn. Ui, sao không lúc nào mình thấy mình sung sướng hết vậy ta? Cái số phận hẩm hiu của mình không có gì ngoài đóng len này hết hả? Trời ơi. Giờ này chắc mọi người đang cười nói vui vẻ lắm đây. Còn mình thì không có bộ quần áo nào ra hồn để mặc hết trơn. Thiệt là chán mà.
Em xin lỗi em tới hơi trễ, anh đợi em có lâu không? Không sao đâu, em gọi đi. Dạ. Anh chỉ lo là em không dành thời gian được cho anh thôi. Chị em thì đi làm, còn Nguyên Khánh á, nó kêu em ra ngoài để bạn với nó chơi được thoải mái. Vậy thì tốt quá rồi. Ủa, cái này là gì vậy anh? Cái này, đây là món quà tốt nghiệp cho Nguyên Khánh. Anh không trực tiếp đưa cho Nguyên Khánh được, cho nên anh bận rộn vậy còn mua quà cho Nguyên Khánh nữa. Cảm ơn anh nha. Anh nhớ đến em nên đã mua cho em cái này. Mua cho em hả? Mua hồi nào vậy? Ở bệnh. Mặc dù anh nghĩ là rất khó gặp em, nhưng anh vẫn cứ mua. Vừa mới rửa hình là Khánh ghé qua đây liền đó. Định ghé qua nhà Bình, nhưng đi đến đây sẽ nhanh hơn. Hình đẹp không? Có hình tốt nghiệp rồi hả? Cho chú xem với. Dạ đây. Chà, đẹp quá. Bình chuẩn bị xong chưa? Nhưng mà không biết có được không nữa. Bình nói gì vậy? Bình học giỏi quá mà. Học bà tốt như vậy, làm sao mà rớt được? Trường của Bình á chỉ là trường làng thôi. Trường làng thì ai cũng học dở chắc. Người nào học dở thì mới dở chứ. Hình như tôi đang làm phiền mọi người thì phải. Đâu, không sao đâu mà. Chắc em đi ra ngoài gặp tác giả một chút. Ở đây làm gì không được. Ừ, cậu đi đi. Chắc từ mai mình phải gặp nhau ở quán cà phê mất thôi. Khánh nha, đừng nói vậy. Nói vậy tôi càng giận hơn đó. Sao? Cho Khánh viết máy hả? Cho Khánh nước hoa của Đức hả? Nè, không được nói thầm nha. Dạ, dạ con biết rồi. Nhỏ này, em sao vậy? Anh tưởng em không muốn bia được sao? Bông, em bị sao vậy? Anh tưởng em vẫn còn là một đứa thò lò mũi xanh hả? Thì anh biết em từ hồi còn thò lò mũi xanh mà. Anh tưởng lúc đó anh không thò lò mũi xanh hả? Anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi. Lúc này em cũng hết kêu e rồi ha. Nhát gan. Anh sợ nên không dám uống chứ gì. Sợ cái gì? Vậy chứ sao em rủ anh đi nhậu, anh lại không thích. Chắc là anh đang hồi hộp lắm phải không? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là thông báo kết quả thi mà. Cả nhà đều rất mong đợi. Em nói vậy có đúng không? Trúng tim đen rồi chứ gì. Em đang chờ tới ngày anh thi xong đó. Cái gì? Anh không biết hay sao mà còn hỏi. Anh đúng là một người rất vô tình. Anh biết không? Em thật là ngớ ngẩn. Em không có ngớ ngẩn. Từ giờ trở đi, anh đừng có nói em như vậy nữa. Em say rồi hả? Chưa. Nhưng em sẽ say cho mà coi. Cô ơi, cho thêm bia ở đây đi. Con nhỏ này. Anh đừng có mà coi thường người khác nha. Chắc anh cũng thấy những thằng con trai theo đuổi em rồi, phải không? Bông mà.
Tại sao anh lại cho Út mượn cây viết của em tặng hả? Tại sao? Cái con nhỏ này, chuyện từ hồi não hồi nào rồi. Em xỉn rồi đó. Thiệt là em sai đó. Rồi sao? Chắc anh tưởng chị Khánh thích anh hả? Không có đâu. Người mà chị Khánh thích là anh Hậu đó. Anh không biết hả? Thôi để anh đưa em về nha. Dĩ nhiên là phải đưa về rồi. Đó là phép lịch sự mà. Trả giỏ cho em. Nè. Bảo. Trời ơi. Dạ xin lỗi. Em đứng thẳng lên coi. Dạ. Ông à. Dạ, em đang cắm hoa cẩm chướng nè. Sao? Leo núi hả? Thôi, chắc em không leo được như ngày xưa nữa đâu. Anh nè, hay là mình đợi đến mùa hoa nở, cái mình lên Đà Lạt cắm hoa luôn, ha? Dạ, dạ cũng được. Dạ, lát nữa em ra, em cúp máy nha. Ôi, hoa cẩm chướng đẹp quá à. Đẹp không con? Đẹp. Ai gọi điện thoại gì gì? Ủa, hình như con đang đợi điện thoại hả? Tại con chỉ thấy buồn buồn thôi. Nè, vậy thì con đừng có đợi nữa. Con cứ chủ động gọi cho người ta là được chứ gì. Vì con dạo này càng ngày càng vui tươi, yêu đời nữa. Điện thoại vừa rồi. Để con thử đoán coi. Thôi, khỏi cần đoán đi. Tôi biết cô đoán đúng mà. Chú Sơn đó. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ gì? Dì cũng không biết nữa. Dì không sao chứ? Chuyện gì? Dì đừng giận và nghe con nói nha. Chú ấy là người đã từng có vợ rồi. Chắc con không tin được đâu. Nguyên Khánh nè, không hiểu sao á, dì không quan tâm đến những gì chú ấy đã trải qua. Phải nói làm sao ta? Dì cảm thấy chú ấy vẫn như 7 năm trước vậy đó. Dì của con thật là tuyệt vời. Như người khác thử coi. Nhìn vào mẹ con thì biết, lại kêu dì thiệt thòi. Dì vẫn chưa có cơ hội để hỏi về nỗi đau của chú ấy. Nhưng dì phải vượt qua bằng cách chia sẻ gánh nặng với chú ấy. Con nghĩ vậy hả? Con nghĩ sao thì nói vậy thôi. Nguyên Khánh à, dì nói chuyện với con á, dì thấy thoải mái gì đâu á. Chứ với mẹ con hả? Không bao giờ. Cái đó con cũng vậy mà dì. Nè, mẹ con á, thật ra bề ngoài thì thấy dữ tợn vậy thôi. Chứ mẹ con tốt tính lắm á. Thực dụng quá cũng không tốt đâu dì. Mẹ con không có công nhận điều đó đâu đó nha. Thôi, dì chuẩn bị đi đi. Con ở nhà cho. Cô ơi, con về rồi nè. Trời, cái này gì vậy? Cái này là huy hiệu mặt cười á cô. Con mua ngoài đường á. Vậy dạo này nhiều người đeo cái này quá ha. Cái này là mặt cười.
Đang tức giận đeo cái này cũng phải cười vậy hả? Ngồi quá ha, dạo này nhiều trò quá ha. Luôn vui cười mà sống có phải tốt hơn không? Dĩ nhiên là tốt rồi. Con ma cười cô cũng đẹp mà. Hay là em mua cho chị Duyên một cái nha. Không cần đâu, em cứ đeo vào rồi cười nhiều lên. Cô ơi, không có ai gọi điện thoại cho con hết hả? Ờ, không. Không có ai gọi điện thoại đến cho cô Lê Thanh Mai hết á. Mình chưa biết nữa. Có tin gì mình sẽ báo ngay cho Khánh biết mà. Khánh đang ở nhà một mình nè. Tự dưng lo cho kết quả thi của Phúc quá. Ngày mai á, họ sẽ báo cho mình biết thôi. Làm thế nào để biết trước được kết quả thì hay quá. Phúc đang làm gì vậy? Hình như là Phúc đi gặp Hậu đó. Cả hai đều rảnh nên muốn đi gặp nhau. Bình nè, cho dù kết quả có như thế nào cũng phải thông báo cho Khánh nha. Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn Khánh nha. Bye bye. Ông đang chờ điện thoại hả? Người ta nói á, đợi trong ngày nay hoặc là ngày mai sẽ có kết quả thôi mà. Ừ. Lúc trước ông nói là con trai ông chắc chắn đậu mà. Sao bây giờ lại lo lắng vậy? Ông tưởng là thi cấp 2 hay sao? Đây á là kỳ thi khó nhất trên đời đó. Hay là vừa đợi vừa nhậu nhâm nhi đi. Sao tự nhiên hôm nay ông tốt như vậy? Mọi hôm á, ông không cho phép ai uống rượu trong giờ làm việc mà. Bởi vậy, nếu nhà ông có tin vui thì tôi phải biết làm sao rồi đó. Chuyện đó đó, đâu phải chỉ nói miệng là xong. Mà không hiểu sao á, tim tôi cứ đập thình thịch vậy đó. Thôi, ông cũng đừng vì chuyện con cái mà lo lắng quá. Thôi, tôi ra đây một chút. Nè. Dạo này ông có chuyện gì á, bảo cứ đi hoài vậy? Chắc có bà nhỏ hả? Bà nhỏ bà lớn gì chứ? Chuyện đó xưa rồi. Giờ tôi chỉ là kiếm tiền thôi, nên ông không cần phải lo đâu. Lo kiếm tiền? Mày sao cứ lén như mẹ ông Dũng vậy? Cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Không biết chuyện Phúc cho mình sao rồi ta. Sao nó khô miệng quá. Sao bà lại tới đây nữa? Tôi hồi hộp quá cho nên tôi không ở nhà được. Tôi mà biết tin gì á thì đâu thể ngồi yên ở đây. Bà cứ về đi, để tôi gọi điện thoại hoặc tôi đạp xe về liền. Hay là... Bà định nói linh tinh cái gì vậy? Làm cho người ta lo thêm thôi à. Thôi thôi, bà về đi. Cái gì nữa? Về đi. Khánh biết thế nào hai người cũng ngồi ở đây mà. Chào Khánh, có chuyện gì vậy? Ờ, Khánh... Khánh ở nhà thì lo quá. Không biết đã có kết quả chưa? Ờ, hay là mình gọi điện tới hội đồng thi đi. Nếu biết trước kết quả thì hay quá. Ngày mai mới thông báo kết quả, nhưng chỉ cần gọi điện tới hội đồng thi thì có thể biết trước. Năm ngoái cũng vậy. Hay là họ cho Khánh số điện thoại đi, Khánh thử hỏi xem. À, thôi, cứ ngồi uống nước đi đã. Ờ, vậy cũng được. Bây giờ đang căng thẳng mà. Nhưng mà Khánh muốn biết quá. Tìm Khánh đập thịt thịt đi nè. Khánh làm gì Khánh thi vậy? Sếp, đại tiệc cưới nữa hả sếp? Ừ, con trai của giám đốc xử in cưới. Mà không chỉ có một mình tôi bị mời đâu. Cậu cũng không thoát. Ông này đúng là keo kiệt. Giám đốc xưởng in gì đâu mà in thiệp cưới cho con cái loại rẻ tiền. Nhìn xấu quắc. Anh nói cho cẩn thận, ông nghe ông giận đó. Sao họ cứ thích bòn rút tiền trong túi của mình hoài vậy ta? Ủa, vậy chứ hồi cậu lấy vợ cậu không nhận thiệp mừng hả? Theo em nhớ là cái thời điểm đó, ông giám đốc xưởng in không có dự đám cưới của em. Nhưng mà ổng có cử nhân viên tới.
tôi còn nhớ mà. Dù sao cũng phải đích thân giám đốc xưởng in tới chứ. Giám đốc, em nói chơi vậy thôi chứ em hiểu mà. Cái này của Bình nè. Tin vui hả? Tin vui phải không? Giám đốc hỏi có phải tin vui không kìa. Để em coi đã. Đúng rồi. Ừ thôi, không về đi. Không về nha. Ở nhà cũng đã kêu tôi về rồi. Để tao trả tiền nước cho. Hy vọng tin tốt cho tới với mày. Cảm ơn mày. Mà Phúc nói gì đi chứ, những lúc hồi hộp thế này nói chuyện sẽ đỡ căng thẳng hơn chắc. Nè, khoái từ từ thôi, bộ muốn thủng màng nhĩ hả? Chắc giờ Thái cũng đang lo lắng lắm, không biết dạo này Thái có khỏe không. Nếu Khánh muốn biết á thì đến trường của Thái mà hỏi. Đi cùng thì đi chứ Khánh làm sao đi một mình được. Bây giờ họ thông báo là con được nhận vô trường rồi. Tôi cũng đã đọc tin tuyển sinh này trên báo một lần rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Con còn nghe nói á, nếu mà mình học tốt á, mình sẽ được tuyển sinh vào hệ đại học 4 năm á. Ừ, Bình thì có cái gì mà làm không được. Vậy thì phải cố gắng học hành chăm chỉ lên nha. Chúc mừng Bình nha. Dạ. Đúng là một thằng vô tích sự mà. Mình đã biết thế nào cũng vậy rồi. Cũng có thể có nhầm lẫn mà. Cứ đợi đến ngày mai có kết quả chính thức đi. Mấy chuyện này làm sao mà nhầm lẫn được. Phúc không lo học hành sao? Phúc muốn gì? Phúc nói đi chứ. Bất cứ điều gì Khánh cũng có thể làm cho Phúc. Khánh làm cho trời sập, hoặc làm cho Phúc biến mất đi. Trời ơi. Không sao đâu, cũng có nhiều cơ hội nữa mà. Lần sau thi lại là được thôi. Chắc là ông buồn lắm đó. Con cũng lo quá cho nên mới chạy lên đây coi sao nè. Con lo cho ba hả? Không sao đâu, con cứ lo làm việc của con đi. Nó còn trẻ mà, có gì đâu phải lo chứ. Tôi cũng muốn nói vậy đó. Cậu đến thì tốt quá. Mau đưa mấy về nhà đi. Mới về vậy luôn hả? Ừ. Ba ơi, về nha ba. Không làm việc mà về hả? Có phải trời sập đâu mà loạn lên vậy. Không có việc gì đâu. Không sao. Chỉ cần thằng Phúc nó thi lại là được mà. Dĩ nhiên rồi. Đương nhiên là như vậy. Chắc chắn là phải như vậy. Anh con nó rớt rồi hả? Sao anh con lại rớt? Vô lý thiệt. Thằng Hậu nó đậu rồi đó. Bởi vậy mới thấy mình có cặp mắt nhìn người mà. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết thằng Hậu là người như thế nào rồi. Anh Hậu có người yêu rồi đó. Con nói cái gì? Trời ơi, nó là học gần chết. Làm gì có thời gian mà bồ bịch chứ. Nhà anh ấy giàu lắm. Từ nhỏ là đã hứa hôn với con gái đại gia rồi.